Xin chào quý vị các bạn, đây là cái tủ lạnh của nhà tôi, không phải của nhà tôi mà tôi đi xin về. Nói chung là tôi tháo hết cái ấy đây, tháo hết lốc, hết liệt ở bên trong đấy, nhìn xa xa cho các bạn xem. Thì nói chung là chúng tôi muốn tiến hành là sử dụng lại cái này, nói chung để làm những công việc mà chúng tôi muốn làm, chủ yếu là để tận dụng đấy bên trong đấy, các bạn thấy chưa, cắt ngăn liên tục. Cái này thì tôi đi xin về nhưng để làm một thường thường để lấy ít lốc, chứ không nghĩ đến làm tận dụng cái tủ lạnh cũ này để làm những việc khác. Cho nên là chúng tôi thấy hợp lý quá và thấy công việc không phải mất nhiều tốn thời gian, cho nên chúng tôi muốn làm cái này để làm một cái chuồng cu đấy. Ở đằng trước này thì ấy, của nó đấy, đây chúng tôi đã quét đấy, quét tương ứng từ các cái mùi lộ này thì chúng tôi quét ra đấy, chúng tôi dùng máy cắt cắt và quét tròn, tức là tương ứng với các cái ổ này, mùi ngăn, mùi cặp cu cu chúng tôi bây giờ để chăn nuôi một ít, bởi vì cái này thì của trước đây là của cái nhà máy, bây giờ của sắt Vũ Quang, cho nên họ hỏng, cho nên họ vứt đi, cho nên tôi lấy về để tận dụng. Thực chất thì cái này thì nó rất đẹp, nói chung có cái ngăn các bạn thấy đấy, vừa cho một đôi cu cu, chúng tôi làm trường cu đây, đặt trước tôi khoét cho các bạn xem. Cái này đơn giản trong toàn sụp này, ở đây sụp hết, còn ở ngoài này thì cái tủ này cũng khá đắt tiền đấy, tủ này trước đây hình như là tủ đỏ của công ty. Ở trong 1 2 3 4 5 6 ở trong này 1 2 3 4 5 6 cục bên này thì quá chặt cho nên chúng tôi không nuôi đấy, bởi vì nó tiện ích của nó là dễ làm, dễ ấy, dễ tiến hành để sử dụng, hai nữa và thân thiện với môi trường và gọn nhẹ, chúng tôi có thể dùng để bác bỏ trên các cây, bỏ trên các cái cây để mà rồi là mình lợp một ít nữa thì nó thể đơn giản thôi. Lại ở bên trên này tôi, cái đầu tôi định để ngon để nằm xuống này, nhưng mà bây giờ bởi vì cái khoảng cách của cái này quá hẹp, không đủ cho một đôi cu cu nằm, nói chung là nó để sang này nó sinh thôi này nở rồi, làm này làm khác rồi, cho nên chúng tôi không không để ngang được, bởi vì để dọc để nghề như thế này có thể nó rất rộng và thoải mái và nó đóng ổ được hợp lý, để mà nó tránh vào tránh ra, hoặc là sau này có con có cái nữa, tức là nó ấp được con cái của nó nữa, thành ra chúng tôi phải làm để rộng như vậy để dựng đứng đấy. Đây chúng tôi làm một cái chân để cho nó đổ, khi đầu tôi nằm ngang để như thế này, tôi định lật ngang lại, đây tôi sâu lỗ rồi, vặn vít vào đây, nhưng bây giờ không hợp lý, tôi phải để đứng như vậy thì chúng tôi có thể là tiến hành bỏ các cái ở đây các ngăn đây đấy. Vì vậy chúng tôi cái này thì đấy, chúng tôi không phải về như thế này đâu, đây là do con nó thẳng bút nó về ra, nó đè nó về, chứ tôi về vòng tròn, và cái này thì chúng tôi có thể mài được một ít để làm đấy, hình thức rất đẹp, trong xa thấy là nó rất gọn gàng đấy, cho nên chúng tôi bỏ được sau hồi, bởi vì chúng tôi ở trước sát mặt đường đấy,
các bạn thấy đấy. Đấy, à, có cô nào đi qua xinh gái không? Thành ra là các cái viên của nó cứng, được bọc thép, bọc 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 đấy, cái này được thép được xốp chiếc đàng hoàng, cái này rất kín, rất ấm, rất thích hợp cho các loài chim, nó kín và nó khả dụng bên trong. Được có cái thành răng, thành các cái răng này nó fit vào đấy, đúng không? Đấy, nó rất tiện lợi cho một cái tổ chim. Vừa được để trên cây là nó ứng dụng với cái cuộc sống của nó đấy, rất chi là đẹp. Ở đây sau hồ nhà tôi cho nên tôi có bánh cây đấy, chúng tôi để bỏ lên ở trên này đấy, trên trang bò đấy, tôi chặt ấy rồi, chặt cây rồi, bởi vì ở dưới này thì đường xung quanh đường cả nên chúng tôi phải thế này. Đây đây đây, đây ngò bò, đây canh bò đấy. Đấy, rất là đẹp. Đây tôi bắt thang đây rồi. Và như vậy là ở nó mình bỏ vào cây này để mà cái đoàn ấy, đoàn này nó ở bên trên cái chạy để tôi đứng đứng cho các bạn xem. Đấy. Đấy, cũng gần thôi, bởi vì từ đây lên đó thì chúng ta cũng phải bò 3 mét. Tôi dừng lên đấy được. Đấy, rất thích hợp với đây, tôi có hai cây như thế này. Đấy, hai cây sát vào nhau. Và như vậy chúng tôi sẽ có một ổ cu rất là đẹp. Nó được phù hợp với cuộc sống của nó, bởi vì ở trên cành. Đó. Cho nên cái ấy thì cũng về thôi, bởi vì là chúng ta bỏ vào thì nó để ấy, để cho nó được thoải mái với không gian của nó. Đấy. Đấy. Và như vậy thì cái này, cái nồi này vừa ấy luôn. Nói chung thời gian đang còn thì chúng tôi khoảng làm 10 phút thì chúng tôi nay tôi làm cái nồi này. Đấy, nồi này do nguyên nhân của nó tôi không phải tiền sửa. Chúng tôi làm nồi này là nó bị hiện tượng như thế này. Chẳng trước cái rơ le này không ra bật được, bởi vì cái nồi nó đã bị bay lên bên trên như thế này. Thì chúng tôi xin chào quý vị và các bạn, hôm nay tôi chừa cái đèn này, đèn chống đèn học sinh, đèn này đèn chống chống cận thị. Đây hiện tượng của cái này đây, tôi để bấm sáng quý vị các bạn xem đây, các bạn thấy không? Đấy, đấy. Cái này thì như thế này, đến với tôi thì nó sáng thì bình thường, nhưng mà nó nạp không vào. Đây, con trụ này nó nổ này, con điện trở này nó chết này. Đây, thì tôi sẽ bấm cho các bạn xem, bây giờ tôi thay con trụ này nó vào còn chạy nhưng mà nó sẽ nổ ngay. Đấy, các bạn thấy cái bóng này đỏ không? Đấy, đấy nó nhảy đấy. Cái tù này rất nóng này. Mà là giật này. Các bạn thể thấy nó nổ đấy. Đây, nóng lên nó lại phùng ngay. Và nó lại xì ngay. Đấy, tôi không cảm được. Nhưng tôi biết cái này rất nóng. Đây, quá nóng luôn. Đây cái mạch của nó là nó chạy từ đây, nó lên đây và nó nắn qua con điện trở này, con cầu nắn này đấy, nó nắn đây, nó qua trụ này, nó chạy qua điện trở này, con IC này. Hiện tượng của con cái này là con IC này con IC này hỏng với cái đường 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 này, cho nên nó chạy vào. Thường thường nó hỏng trước này nó mới nóng ở đây đấy, nó nóng ở đây thì nó mới chết cái con trụ này. Mạch của nó cũng đơn giản thôi, nó chạy qua đây, qua đây tôi sẽ giới thiệu quý vị các bạn. Đây thì nó
có mặt cổng này, cho thấy bình thường mình sẽ cổng với cổng USB, tức là nó mình sạc điện qua đây cũng được. Nếu bình thường mình sẽ như điện thoại hết hoặc này khác, nó để sạc điện cho điện thoại. Đây là cái công tắc, công tắc bật cho nó sáng, nó vào nguồn. Đây nó nằm ở đây, và đây là bóng báo, còn đây cái đèn led, đèn led báo đồ sáng hoặc này khác. Còn đây cái tủ, tủ của nó, tủ này nó dài ở mức là 473 mV.